đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Cái cây đầu tiên, cây này là mã số H11. Cây này là bị khách bơm về đó anh chị ơi, mà vẫn đâm chồi bình thường nè. Cái khế nó sống khỏe, đâm chồi rồi rất là dễ sống. Cái dáng nó cành bay ha, cái này này nó có về chày nay lâu rồi nè anh chị. Đó, bị lỗ hai chỗ này xíu nè, sẹo nè. Đó. Mấy cái lá này vận chuyển tới anh chị là có thể nó bị đập gãy. Đập gãy mấy cái lá héo á, không sao nha anh chị nè. Nữa đâm chồi mới thôi. Cây này em bị bơm về lá nhiều giờ cũng lên lại lá mới nha, dễ sống lắm nha anh chị. Khi gần trái nó chua nghe anh chị. Hoành nó là 31. Ở đây. Rút ở dưới này là 36 nên rút dưới này gì là 36, trên đây là 31. Chiều cao nó là 68. Từ đây tới cái cặp bài là 74. Đường kính bầu là 29. Thế dễ sống nha anh chị. H11. Cây này 1.400.000 ở bao ship. Rồi tiếp theo H12. Đây là cái gân. Cái gân là cái da của nó xù lớp dây nè, càng già lớp da nó càng nu hay càng xù nha anh chị. À, mấy cái chồi này là em ốp giấy có thể là bị dập gãy nha. Đó. Vậy đâm chồi mới anh chị ơi, nó đã sống khỏe rồi. Da chồi là cây nó đã mạnh rồi, H12. Rễ nó ăn ra tới mùa này luôn nè. Hoành nó 29. Chiều cao nó là 87, đường kính bầu 28. Mấy cây này đi khoảng 10 ngày, 15 ngày cũng không sao nữa nha anh chị. Rồi mã số này là mã số H12, 1.300.000, 3 ship toàn quốc luôn. H13. Cây này rất là sai trái luôn nha anh chị. Cây này có cục bu rất là đẹp luôn nè chị ơi. Đây cũng có cục nè, hai cục. Nó 31. Hai cục luôn. Chiều cao nó là 78. Đường kính đầu là 30. Rồi mã số H13. 750 thôi em, 3 ship luôn nha anh chị. H14. Quá trời, cái này có tàn đẹp anh chị ơi. Quá trời già luôn. Cây này cả chục năm trở lên nha, khí găng lâu lớn lắm anh chị. Hoành nó 34 ở đây. 34 hoành. Chiều cao nó là 93. Chiều cao 93. Đường kính bầu là 26. Đường kính bầu 26. Rồi mã số H14. 1.300.000. Rồi 1.3 thôi anh chị ơi. Để rẻ chị chơi luôn. Ồ, cây này nó lùn lực mà nó nu nè anh chị. Nhìn cái lớp da nó là mình thấy cái độ già của nó dữ lắm rồi ha. Nè. Cục. Cây này sống khỏe hết rồi nha anh chị, yên tâm nha. Hoành 28. Chiều cao 73. Đường kính bầu 29. Rồi mã số này là H15, 1.300.000 luôn, bao ship. Rồi tiếp theo. H17. Quá trời cái tàn khủng luôn chị ơi. Tàn dữ ha. Đó. Chị nào có săn vườn vậy ha, chơi cái này nó trái ra xum xê luôn. Hoành nó 38. Chiều cao nó là 1m12. Đường kính bầu là 31. Rồi H17, 1.500.000, 3 ship nha anh chị. Cái này tàn đẹp ha.
anh chị. À, con kêu nó đóng ha. Dạ, cay lắm nè. Mấy trời non là sẽ bị dập gãy nha anh chị. Cho đẹp luôn kìa. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao du với cô chú anh chị là lô lộc vừng, à, lá nhỏ xiên hoang anh chị. Anh chị xem lá nè, bóng mượn rất là đẹp ha. Thì nó có bằng cỡ 2 ngón 3 ngón tay nha anh chị. Đó, lá cô rai. Đó, loại này là xiên hoa lắm anh chị ơi. Đó. Cây nè. Thì cái cây thì em bán lô 5 cây. Chị anh chị so sánh với cái cây keo Mỹ Tiến ha. Đó, có mấy cây rất là đẹp ha. Này em bán lô 5 cây thì có cây bự cây nhỏ nha anh chị. Đồng giá một lô như vậy là 800.000 em bao ship cho mình luôn ha. Chị xem nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Lá có gai lá nhỏ à. Nó 2 3 ngón tay anh chị ơi. Đó, trồng trong cặp thì nó ấy, nhưng mà trồng ngoài nắng là lá có 2 3 ngón tay à. Rất là xiên hoa nha anh chị. Mã số là V1. Đó, anh chị chọn đúng mã số là em gửi đúng cây nha anh chị. V1. Đó, lô V1 này là 800.000 5 cây nha anh chị. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số V2. Đó, cây nào cũng quái dị cana cho nha anh chị. Đó. Tính ra cũng rất là rẻ, có trăm, tính ra trăm mấy ngàn cây anh chị ơi. Bao ship tặng nhà cho anh chị luôn. Mấy cây này thật sự anh chị về mà mình dằn dây lại á, một nước thôi là nhìn thấy đẹp rồi anh chị ơi, là bán giá trên tiền rồi. Đó, cây rất là quái, cây này là sống khỏe thường chậu. Đồng rễ ầm ầm luôn. Đó anh chị yên tâm luôn ha. Lộc vừng. Lá nhỏ xiên hoa nha anh chị. Mã số là V2. Đó, cũng đồng giá là 500.000. Đó, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo là mã số V5 nha anh chị. Đó, anh chị nhìn xem nè, cây cực kỳ quái luôn ha. Quái gì cà na luôn. Đó, cái lá nhìn rất là mướt, đẹp luôn anh chị ơi. Đó. Chị dường dằn đứt dây một là chơi rất là đẹp. Rất là quái luôn. Rồi mã số V5 này nha anh chị. Cũng đồng giá 800.000 em bao ship nha. Rồi tiếp theo là mã số V6 nha anh chị. À, anh chị cứ chọn đúng mã số em đánh trên cây hết trơn nè, giờ đó không có lộn được đâu anh chị yên tâm ha. Mã số V6 cây nè. À, anh chị so sánh nó kích thước thì anh chị so sánh cây keo giúp em ha. Đó, có to hơn có nhỏ hơn cây keo ha. Thì trong lô thì cũng có cây bự cây nhỏ rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi V6 800.000 bảo ship cho mình ha, rất là rẻ luôn chơi, có trăm mấy ngàn cây. Rồi tiếp theo là mã số V7 nha anh chị. Đó, cây rất là quái. Cây này sống khỏe, nó đâm rễ ra ngoài này luôn trơn nha anh chị, do đó anh chị yên tâm. Về khỏi bị sợ chết đi. À, cứng ngắt cái chậu luôn rồi. Dáng cực kỳ quái luôn nha anh chị. Mã số V7. Đồng giá 800.000 em bao ship cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số V9 nha anh chị. Đó, anh chị xem có đủ cây này thôi, đủ con tiền anh chị ơi. Tại trong lô thì nó có cây đẹp cây xấu ha, cây nhỏ cây bự ha, cây mà cây nào cũng quái hết trơn á. Chị xem ha, mã số V9 rất là quái, đẹp luôn anh chị ơi. Rồi mã số V9 nha anh chị. Rồi cũng đồng giá ha, 800.000 em bao ship cho mình luôn.